là đồng coin duy nhất trên thế giới, sở hữu các hệ sinh thái ngoài đời thật. Các bạn thấy Bitcoin nó được giao dịch ở trên online nhiều nhưng đưa vào thực tế nó rất là ít. Thì nó đúng, bởi vì Bitcoin là một dạng tài sản số mà để lưu trữ cho nên người ta không có đem ra sử dụng nhiều. Thì nó không mang được cái gọi là áp dụng vào cuộc sống, nhưng mà Pi thì khác nha. Pi là một đồng coin mà áp dụng vào cuộc sống được, các bạn nhớ nha, áp dụng vào cuộc sống. Thì muốn áp dụng vào cuộc sống càng nhiều thì nó phải được chấp nhận bởi nhiều người ở ngoài đời thật. Vì cuộc sống mà, đi vào cuộc sống là ngoài đời thật. Và mình nghĩ Pi sẽ tạo một cái sự khác biệt rất là lớn đó các bạn. Sự khác biệt lớn nhất mà mình nghĩ Pi tạo ra trong cái hệ sinh thái của mình, đó là Pi ngoài cái hệ sinh thái online mà nhiều người, nhiều cái dự án coin đang tập trung vào, thì Pi thật sự có một cái hệ sinh thái offline nó quá mạnh. Và các bạn nhìn thấy đi, các bạn hãy nhìn xung quanh những cái dự án trong thời điểm này đi, có cái dự án nào mà tập trung vào hệ sinh thái offline mạnh như Pi không? Làm gì có. Chúng ta đâu có đi ra ngoài đường rồi sử dụng đồng coin này hoặc đồng coin kia, không sử dụng Ethereum, không sử dụng Bitcoin, không sử dụng Dogecoin để thanh toán ngoài đời thật. Có nghĩa là nó không có giá trị ứng dụng, nó hoàn toàn không có giá trị ứng dụng. Còn Pi đang xây dựng một cái đồng coin mà có giá trị ứng dụng cực kỳ cao, ứng dụng vào thực tiễn ấy. Và điều này nó mang lại lợi thế cạnh tranh rất là lớn nha. Và mình tin rằng sau khi Pi thành công thì sẽ có rất là nhiều đồng coin sau này muốn được cái sự thành công như Pi. Bởi vì khi mà ứng dụng ngoài thực tiễn các bạn, thì nó là một cái lợi thế gần như là chỉ có Pi trong giai đoạn này đang làm một cách hoàn hảo thôi. Còn lại thì những cái đồng coin khác dù với rất là nhiều những ưu thế mà mình có được, nhưng họ không ứng dụng ngoài thực tiễn được. Họ không ứng dụng ngoài thực tiễn được, nhưng nó chỉ xuất hiện ở trên online mà thôi. Thì đó, mình thấy ngoài cái lợi thế mà Pi đang xây dựng hệ sinh thái là khác biệt so với những phần lớn những cái đồng coin đang khai thác theo kiểu hình thức điểm danh 24 giờ một lần. Thì một cái lợi thế gần như tuyệt đối nữa đó là Pi là dự án duy nhất trong thời điểm này mà có tính ứng dụng thực tiễn cao như vậy. Ứng dụng thực tiễn là nhiều người sử dụng bên ngoài đời thật cao như vậy. Chỉ có Pi đâu các bạn. Bao lâu thì đủ để open mainnet? Bao lâu thì đủ để mainnet? 2-3 tháng là có thể mainnet được rồi. Nó giống như cái câu hỏi là bao giờ thì mình có thể thành lập một công ty. Mọi người hiểu đơn giản. Thì khả năng của tất cả mọi người, ai cũng đều có khả năng thành lập công ty. Miễn ví dụ các bạn có khoảng 2 triệu đồng, bạn có thể nộp vào phí để thành lập doanh nghiệp, thì ai cũng có thể tạo dựng một cái công ty, trở thành tổng giám đốc với cái điều kiện rất là dễ dàng, với cái mức tối thiểu là đâu đó khoảng 2 triệu đồng mà thôi. Thì ai cũng có thể làm được. Thì cái quá trình để mà open mainnet nó cũng y như vậy. Dự án nào cũng đều có khả năng open mainnet với một vài cái yêu cầu nhỏ nhoi mà thôi. Nhưng để với mỗi cái dự án đạt một cái tầm nhìn nó khác nhau để mà open mainnet thì nó sẽ khác nhau. Khi mà các dự án lần lượt open mainnet một cách rất là nhanh chóng và list trên các sàn, đẩy thông tin FOMO lên cao, nhưng cuối cùng cái kết quả mang lại thì các bạn thấy đó, sau một khoảng thời gian nó lên được thì nó cũng rất là im ắng. Về sau nó không còn được như giai đoạn đầu nữa. Nó giống như cái việc đầu voi đuôi chuột đó các bạn. Nó ví dụ Omega bây giờ thành rác chưa? Rác rồi đúng không? Hoặc là hàng loạt những đồng coin khác như là Alpha Network. Đó, tất cả những đồng coin kiểu vậy, nó ra đời rất là nhanh, rất là dễ, open mainnet rất là dễ, list trên các sàn không hề khó. Nhưng việc duy trì một cái thời gian thì nó cực kỳ khó. Và nó đặt ra một cái thách thức cho cái câu chuyện làm sao để một cái đồng coin nó có thể tồn tại được. Giống như cái việc mà khi các bạn thành lập một công ty thì cái việc làm sao để duy trì công ty đó nó mới khó. Chứ còn việc để mà đăng ký thành lập công ty nó không hề khó. Hãy tưởng tượng cái câu chuyện đó với Pi để biết được những cái khó khăn và những cái thách thức. Bởi vì đâu phải thị trường tiền mã hóa nó không có cạnh tranh đâu, nó giống như các bạn ngồi thôi, đều có cạnh tranh. Chúng ta sẽ phải đối mặt với hàng ngàn những cái dự án coin khác, họ cũng nhâm nhe đứng vị trí top 1 chứ. Đâu phải mình Pi đều là muốn mang cái tầm nhìn đó không đâu, đúng không? Đâu phải mình Pi là muốn trở thành đồng coin phổ biến nhất trên thế giới đâu. Tất cả những tham vọng ai muốn cả. Ê, cái việc mà tham vọng đứng top 1 thì thằng nào cũng muốn. Nhưng mà tất cả những cái tuyên bố đứng top 1 thì chỉ có đúng một thằng đứng top 1 thôi. Còn tất cả những thằng còn lại đều xếp phía sau. Vậy thì nếu như mà một năm chúng ta open mainnet thì chắc chắn giai đoạn chúng ta đã thất bại. Bởi vì chỉ một năm, có nghĩa là giai đoạn đầu năm 2020, khi mà dự án bắt đầu đâu đó năm 2019 đi, thì đến 2020 nếu chúng ta open mainnet vào giai đoạn đó. Và thực chất nha các bạn, thì có rất là nhiều người người ta mong muốn giai đoạn đó open mainnet rồi. Bởi vì khi đó Pi đâu đó đạt được khoảng vài triệu người. Nhưng mà Pi quyết định không open mainnet. Nhưng mà nếu chắc chắn open mainnet giai đoạn đó thì
nó chỉ bằng đâu đó chưa tới cái số lượng người đã vượt qua KAC này. Và mình tin rằng với cái tầm nhìn của mọi người trong thời điểm hiện tại, thì với cái mức độ, với lượng người dùng như thế, giai đoạn sau một năm thì Bi không thể nào thành công được. Và sau đó chúng ta hãy thử đến với cái việc là nếu như 2 năm thì sao? 2 năm thì đâu đó Bi đạt được khoảng 5 triệu người. 5 triệu người thì vẫn là con số quá ít, nó chỉ hơn 1 phần 10 giai đoạn này một chút mà thôi. Giai đoạn này theo công bố thì khoảng 47 triệu, nhưng chắc chắn là con số đã tăng lên rồi, đâu nó khoảng 50 triệu đi. Thì coi như là ở cái con số qua năm, bước qua năm thứ 2, Bi Network đạt được như vậy thì nó không nhiều, là không nhiều cho đến khi mà vượt qua năm thứ 3 chúng ta quá 10 triệu người, nhưng mà chúng ta vẫn chưa có hệ sinh thái. Vậy thì nếu như OpenManage ra thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái viễn cảnh là người dùng sẽ bán tháo và sau đó chỉ trao đổi, bởi vì không có hệ sinh thái sử dụng thì người ta chỉ biết sử dụng Bitcoin mà mình đã có được thông qua cái việc mua bán thôi, mua bán trên các sàn. Và các bạn thấy qua năm thứ 4 và năm thứ 5 thì Bitnetwork đang dần cải thiện cái gì ạ? Đang dần cải thiện cái hệ sinh thái. Và cái hệ sinh thái này là để cho người dùng á, sau khi mà OpenManage xong á, không chỉ họ cái việc mà họ sử dụng mua bán nè, không chỉ mua bán trên các sàn giao dịch, mình đang nói là trên các sàn giao dịch nha, như các đồng coin khác như Omega, như Renix, như là CoinDAO, mà còn thêm những cái tác dụng khác, như là ngoài cái việc mà sử dụng Bitcoin trong cái việc mua bán giao dịch đó ra, thì Bitnetwork cũng có riêng một cái hệ sinh thái mà rất là nhiều những cái lĩnh vực, bao gồm các dịch vụ này, sản phẩm này, trò chơi này, công việc này, như là WorkFootball là một cái thị trường freelancer về công việc này, hoặc là BitShareMore, BitButterMore là một trong những cái thị trường liên quan đến sàn thương mại điện tử để các bạn mua bán hàng hóa, đúng không? Hay là những cái lĩnh vực khác nhau như là NFT Tree, hoặc là những cái dự án đã thắng cuộc trong một thế hệ hackathon ở trường đại học đấy, thì các bạn thấy rất là đa dạng những lĩnh vực, và tất cả những lĩnh vực đó, tất cả những ứng dụng đó nó đều chấp nhận bằng Bi hết. Có nghĩa là ngoài cái việc mà chúng ta sử dụng Bi ở cái việc mà các bạn mua bán trao đổi giống như những đồng coin bình thường, thì Bi có thêm một cái tác dụng nữa, đó là xây dựng ra một cái những cái ứng dụng như vậy, gọi là cái tiện ích và tập trung. Và đó là lý do mà các bạn hay nghe là cái việc mà tập trung vào tiện ích nó là tối quan trọng, bởi vì cái việc tập trung vào tiện ích ấy là cái quá trình sau khi mà OpenManage người dùng người ta mới bắt đầu sử dụng cái tiện ích đó, thường là như vậy. Và cái tiện ích đó nó chỉ thật sự gọi là hữu dụng, và hữu dụng rất là nhiều, và là một cái tầm quan trọng không thể thiếu sau khi OpenManage. Có giai đoạn trước khi OpenManage thì nó vẫn có, nhưng mà để mà phát triển lâu dài thì mình nghĩ cái hệ sinh thái ở sau OpenManage nó cực kỳ quan trọng luôn. Và nếu như không xây dựng thì nó sẽ như cặp bản của những đồng coin tương tự như Renix hay là CoinDAO thôi. Đó là người dùng sau khi mà nhận được coin, sau cái giai đoạn mà được trả về xong, họ sẽ bán hết, hoặc là họ sẽ lưu trữ giống như Bitcoin rồi đợi giá lên. Nhưng mà thường các bạn, nếu như mà để lưu trữ và đợi giá lên thì nó rất là khó, tại cái đặc tính của những đồng coin là điểm danh đấy, thì nó không chứng minh được cái việc mà cái đồng coin này nó phải tốn công sức để mà khai thác, không giống như Bitcoin thì nó phải tốn tiền điện, tốn tiền các bạn đầu tư, cùng với cái việc mà đẩy giá của nhà đầu tư, của những cái mập, thì họ chứng minh được cái việc là người dùng người ta phải tiêu tốn năng lượng, các thợ đào phải tiêu tốn năng lượng, bao gồm tiền bạc mà họ đầu tư vào các con trâu này, rồi máy móc này kia. Cho nên là mỗi cái việc mà giải toán được Bitcoin á, đó chính là cái phần thưởng, cái công sức mà họ bỏ ra. Còn với những cái dạng đồng coin như Bitnetwork, hoặc là những dạng đồng coin gọi là chúng ta gọi là khai thác và tổng cúng đã được đúc sẵn, thì người dùng người ta chỉ làm đúng một cái, người ta chỉ kích thôi, kích mỗi ngày một lần thôi. Vậy thì nó không có mang lại cái gọi là sử dụng sức lao động hoặc là đầu tư vào máy móc trang thiết bị để mà khai thác. Vậy thì những cái đồng coin đó, bởi vì những đồng coin có sẵn rồi, vậy thì nó đâu có giá trị đâu. Vậy thì cái giá trị nó phải được thông qua những cái gì? Nó phải được thông qua cái ứng dụng và cái tiện ích mà những cái gì trong đồng coin này nó được phục vụ.